Hello, xin chào mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái con xe chùa. Nó cực kỳ là đơn giản nhưng mà nó khá là đơn giản và cực kỳ là xấu. Đó thì link tải thì mình có để dưới phần mô tả của video. Anh em nào thích thì anh em có thể tải về và trải nghiệm chơi nhé. Nhớ like video để ủng hộ cho mình. Và mình nói chung là con xe này khá là xấu, 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 xấu nha. Bye bye.